Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi bài giảng của Vietjet. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng chúng mình trong phần giải A Close Loop 1, Unit 7, trang 9 và trang 10. Ở phần này thì chúng mình sẽ học về vocabulary, từ vựng và pronunciation, phát âm. Phần đầu tiên, vocabulary. Number 1, write a food preparation verb from the box under each picture. Viết các cái quy trình chuẩn bị một cái đồ ăn, các cái động từ từ cái cột màu xanh này vào từng bức tranh tương ứng. Ở mỗi bức tranh này là một cái bước mà nấu một cái món ăn gì đấy, thì mình sẽ xem là đây là những cái hành động gì và trong tiếng Anh nó là gì nhá. Trước khi làm được bài này thì chúng mình cũng điểm qua nghĩa của những từ ở trong hộp xanh. Từ đầu tiên đó là whisk. Whisk, đánh trứng, đúng không? Whisk, đánh trứng. Đánh trứng thì mình có picture E, whisk. Từ tiếp theo, grate. Grate là nạo. Chúng mình nhìn cho cô bức tranh nào là nạo nhỉ? Bức tranh C phải không nào? Grate. Tiếp theo mình có từ chop. Chop, chặt, chặt thái. Thì mình nhìn cho cô xem là cái bức tranh nào thì là chặt nhỉ? Bức tranh A phải không? Chặt này. Chop. Sprinkle. Sprinkle. Sprinkle là rắc. Rắc thì mình có bức tranh G. Sprinkle. Slice. Thái lát. Slice. Thái lát. B. Deep, deep, nhúng. F. Spread, spread, trải ra. Bôi mứt dàn trải ra cái miếng bánh mì. Spread. Marinate, marinate, ướp. Marinate, ướp. Đó là những từ ở cột xanh mình điền vào các bức tranh tương ứng. Thì nhìn vào những cái bức tranh này, chúng mình có thể hiểu được nghĩa của các cái động từ này nó là gì. A, chop là chặt khúc. Slice, thái lát. Grate, bào, bào thành sợi, thành vụn. Marinate, ướp. Whisk, whisk, đánh, đánh trứng. Dip, nhúng. Sprinkle, rắc muối. Và spread là mình lát, mình chát, mình rải mứt ở trên cái miếng bánh mì. Number 2, complete the sentence with the correct form of the verbs in 1. Hoàn thành những câu ở dưới đây với dạng đúng của động từ ở bài 1. Number 1, don't the cucumber into chunks. It thinly. Sau don't mình cộng với một verb nguyên thể, và ở đây có nghĩa là đừng bà, đừng cucumber là quả dưa chuột, đừng cắt nhỏ dưa chuột thành các khối. Chunks là các khối, thái lát mỏng. Vậy thì đừng chặt, chop, đừng chặt cucumber, dưa chuột thành các khối mà hãy thái lát mỏng. Slice it thinly. My mother usually some cheese and eat over the pasta. Mẹ tôi thường cheese ở phô mai này và over pasta. Cái gì đấy, mì ống, rắc lên mì ống. Thì mình sẽ có từ là dây, dây một ít bột phô mai, hoặc là đánh đánh một ít phô mai. Grate, dây một chút bột phô mai này và rắc. Rắc chúng lên, rắc chúng lên mì ống. Sprinkle. Đó. À, chỗ này mình phải để ý là chủ ngữ đây là my mother, thì mình phải chia cái động từ này ở số ít nhá.
Thêm S vào cuối của động từ. 3. The chicken in white wine for 1 hour before roasting. Con gà trong rượu trắng cho khoảng 1 giờ trước khi quay. Thì ở đây mình ướp thịt gà trong rượu trắng trong 1 giờ trước khi rang và trước khi quay. Marinate. 4. To make this cake successfully, you shoot the eggs lightly. Để mà làm cái bánh này thành công thì bạn nên làm sao? Đánh trứng nhẹ nhàng thôi. Whisk, whisk. Đó, rất là dễ phải không nào? Tiếp theo, câu 5. The prawns into the batter. Batter, nhúng tôm vào bột nhồi, vào cái bột nhồi hoặc là bột chiên phồng. Deep, nhúng tôm. Can you spread the butter on this slice of bread for me? Bạn có thể quét bơ lên lát bánh mì này cho tôi được không? Spread. Spread. Đó. Bạn có thể quét bơ lên lát bánh mì này cho tôi được không? Spread. Can you spread the butter on this slice of bread for me? Bài 3. Match each cooking verb in A with its definition in B. Nối mỗi động từ nấu nướng ở cột A với định nghĩa của nó ở cột B. A, mình có từ đầu tiên là stir fry. Stir fry. Stir fry là xào. Xào. Deep fry. Từ này có nghĩa là xào này. Deep fry. Rán ngập mỡ. Rán ngập mỡ. Roast. Roast, quay. Grill, grill, nướng. Bake, bake. Cái này là nướng trong lò nhá. Còn cái kiểu grill là mình nướng vỉ, nướng than. Đây là nướng lò. Steam, hấp. Stew, hầm. Simmer, om, hoặc là ninh. Cột B mình có A. Place food over boiling water so that it cooks in the steam. Mình nấu, mình để thức ăn này ở trong, ngập ở trong nước, sôi để nó chín trong hơi nước. Vậy thì đây là hot steam. 6A. B. Cook something by keeping it almost in at boiling point. Nấu cái gì đấy bằng cách là giữ ở nhiệt độ là lúc nào nó cũng sôi á, gần như là lúc nào thời điểm gần sôi á, thì mình có từ om. Simmer. 8. Cook food under or over a very strong heat. Nấu đồ ăn ở dưới hoặc nấu đồ ăn này ở dưới nhiệt độ mạnh. Mình có từ nướng. Grill. Cook something slowly in liquid in a closed dish. Nấu thứ gì chậm thôi ở trong, nấu thứ gì nó chậm chậm thôi ở trong môi trường kín, nhiệt độ nhỏ, thì mình có từ hầm. Steel. Cook cakes or bread in an oven. Oven. Nấu bánh này hoặc là bánh mì ở trong lò thì là mình nướng lò, nướng đúng không? Nướng trong lò thì mình có 5. Bake. Fry food in oil that covers it completely. À, đây là rán ngập mỡ. 2. Mình rán đồ ăn ở trong dầu này mà ngập luôn á, ngập nó luôn, cover được đồ ăn. Cook thin strips of vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil. Nấu nấu những cái lát, nấu thịt hoặc là rau mà không có, nấu thịt hoặc là rau bằng cách là bằng cách giữ nó ở thời điểm gần, nấu những cái lát rau à, cái lát rau được thái mỏng bằng cách là khuấy chúng bằng dầu nóng. Thin strips là kiểu mình đã thái lát mỏng rau ra rồi đúng không? Rau và thịt này, nhanh này, bằng cách là
khuấy chúng bằng dầu nóng. Thì ở đây mình có từ xào, stir fry. H. Cook meat or vegetable with a liquid in an oven or over fire. Nấu thịt hoặc rau mà không có chất lỏng trong lò nướng hoặc trên lửa thì mình có từ quay, roast. 3. Đó là đáp án của bài 3. Bài 3 rất là dễ phải không nào? Chúng mình nên lấy giấy bút ra, ghi chép thật là cẩn thận những cái từ mới này. 4A. What can you see in the pictures? You know what dish these ingredients are used for. Bạn có thể nhìn thấy gì ở trong những bức tranh này? Bạn có biết cái món, những cái thành phần này là để dùng cho cái món gì không? Nhìn vào cái bức tranh này thì mình có thể đoán được cái những cái thành phần nguyên liệu này không nhỉ? Cái này là mình có onion này, đúng không? Cheese này, bacon này. Cái này là gì? Cũng có thể là potato. Potato là cái củ khoai tây mà được cắt khúc ra rồi á. Còn cái bát đỏ đỏ này thì cũng không rõ nó là cái gì. Cũng có thể là một loại sốt nào đấy, sauce. Và cái này là pancake. Rồi để biết được là cái này là cái gì, những cái thành phần này là để nấu món gì, thì chúng mình cùng làm sang phần 4B. 4B. Complete the instructions below with the verbs in 1 and 3. One verb is used twice. Hoàn thành những cái đoạn hướng dẫn ở dưới đây với những cái động từ bài 1 và bài 3. Một động từ được sử dụng 2 lần. Number 1, the onion, bacon and an apple, hành này, thịt nguội này và bánh và táo, đúng không? Ở đây mình sẽ điền là, nhìn vào cái ảnh này các em có thể thấy là đây là chop, cắt các khúc ra, đúng không? Chop, cắt khúc hành ra, cắt khúc hành này, cắt miếng thịt nguội ra, cắt miếng táo ra. Cheese thì đây là mình bào, nhìn vào ảnh thì mình có thể thấy là đây là bào, đúng không? Great. The tomato sauce on the pizza base. Mình spread mình dàn trải nó ra. Spread the tomato sauce on the pizza base. Cheese on the pizza base. Cái này mình rắc nó lên, sprinkle. Sprinkle the cheese on the pizza base. Fry the chopped onion, bacon and apple on top. Mình giải cái này lên. Giải, dàn trải ra những cái hành này đã được cắt này, thịt nguội đã được cắt này, apple này, on top này, trên cái bề mặt của bánh. Pizza in the oven for about 10 minutes. Cái này là nướng, pizza, bake, nướng trong lò. Trong vòng khoảng 10 phút. Do you think you can make a pizza yourself? Bạn có nghĩ là bạn có thể làm bánh, tự bạn làm bánh pizza không? Có thể tự làm bánh pizza không? Cái câu hỏi này thì tùy vào khả năng nấu nướng của mỗi bạn nhé. Thì mình sẽ có câu trả lời yes hoặc là no. Pronunciation, tones in statements used as questions. Ngữ điệu ở trong câu được sử dụng như dạng câu hỏi. Remember, nhớ rằng, a statement can be used as a question to check that the information we have is correct. When we pronounce a statement question, our voice goes up at the end. Một cái câu mà được sử dụng như dạng câu hỏi thì sẽ kiểm tra rằng cái thông tin mà chúng ta có đó là đúng hay là không. Khi mà chúng ta phát âm cái câu hỏi, dạng câu hỏi á, thì giọng của chúng ta sẽ lên giọng ở đoạn cuối. Listen to this part of the conversation in getting started again and pay attention to the tone of Nick's mom's statement question. Nghe cái phần đoạn hội thoại ở trong phần getting started lần nữa và chú ý vào những cái ngữ điệu của mẹ của Nick trong dạng cái câu hỏi nhưng mà dạng khẳng định ạ. Câu hỏi. Nick, mom, the prompts are pink now. Nick's mom, they are pink? Yes. In contrast, our voice goes down at the end of WH question. Ngược lại thì giọng của chúng mình sẽ đi xuống vào cuối của câu dạng WH. Example, where did I put my glasses? Where did I put my glasses?
đi xuống ở cuối câu. Nhưng mà những cái câu mà dạng câu khẳng định nhưng mà là câu hỏi, mà nghĩa câu hỏi nhá, thì mình sẽ lên giọng ở cuối. They are pink, they are pink. Đó, chính xác phải là are they pink? Nhưng mà đây lại là they are pink, they are pink. Listen to the conversations, draw or at the end of each line, practice the conversation with a partner. Nghe đoạn hội thoại này và vẽ mũi tên xuống hoặc là lên ở cuối của mỗi dòng. Thực hành đoạn hội thoại với bạn của mình. 1A, what do we need to make a pizza? Bạn cần những gì để làm bánh pizza? A pizza base, some cheese, some bacon, an onion and an apple. Cái đế bánh này, phô mai này, thịt nguội này, củ hành này, quả táo này. An apple, quả táo á? Yes, an apple, ừ táo đấy. Number 2, what's for dinner? Cái gì ăn gì cho bữa tối? We're eating out tonight. Chúng ta ăn ngoài tối nay. We're eating out. Chúng ta ăn ngoài á? Right. Đúng rồi. I can't eat this dish. Why not? I'm allergic to prawns. Allergic to prawns. Yes, my skin turns red when I eat them. À, tôi không thể ăn cái món này. Tại sao? Tôi dị ứng với tôm. Dị ứng với tôm á? Ừ, da của tôi bị đỏ khi mà tôi ăn tôm. Bây giờ chúng mình cùng nghe và điền những cái ký hiệu phù hợp cho cái đoạn hội thoại này nhé. Unit 7. Page 10. A closer look. 1. Pronunciation. Activity 5. Listen to the conversations. Draw a falling arrow or rising arrow at the end of each line. Practice the conversations with a partner. 1. What do we need to make a pizza? A pizza base, some cheese, some bacon, an onion, and an apple. An apple? Yes, an apple. 2. What's for dinner? We're eating out tonight. We're eating out? Right. 3. I can't eat this dish. Why not? I'm allergic to prawns. Allergic to prawns? Yes, my skin turns red when I eat them. Sau khi nghe xong đoạn hội thoại thì chúng mình có thể thấy là có những cái câu như thế này. An apple, đi xuống này. An apple, đi lên này. An apple, yes, an apple. What's for dinner? We're eating out tonight. We're eating out? Right. I can't eat this dish. Why not? I'm allergic to prawns. Allergic to prawn? Yes, my skin turns red when I eat them. Ở nhà chúng mình có thời gian rảnh hơn thì chúng mình có thể bật lại cái phần listening này và mình nghe và cố gắng nhại lại ngay sau giọng của người bản ngữ nhé. Thì làm như thế thì giọng của mình sẽ hay hơn và phát âm sẽ đúng với ngữ điệu hơn. Nên nghe người bản ngữ nói và nhấn nhá, cố gắng mình luyện theo. 6A, work in pairs, complete the mini dialogues with suitable statement questions. Làm việc theo cặp, hoàn thành cái đoạn hội thoại nhỏ dưới đây, ngắn dưới đây với những cái câu hỏi dạng statement, là dạng câu khẳng định đó. Let's have pasta tonight. Tonight. À, hãy ăn mì tối nay đi. I don't like pasta. Tôi không thích pasta. You don't like pasta? You don't like pasta? No, it makes me fat. What should I do next? Tôi có nên làm gì tiếp theo đây? Add some salt to the salad. Thêm một chút muối vào rau đi. Add some salt. Thêm một chút muối á. I thought you didn't like salty food. Tôi nghĩ là bạn không thích đồ ăn có nhiều muối quá. But it's so tasteless. Nhưng mà nó chả vị gì cả. Nó vô vị quá. Nhạt quá.
tasteless. Practice the mini dialogues using the correct intonation. Rồi, cái hoạt động này mình sẽ thực hành nói cái đoạn điện thoại ngắn ở trên mà cô và các bạn vừa mới hoàn thành cùng với nhau đấy, với bạn ngồi bên cạnh của mình, luyện sao cho các cái tone ở trong câu statement question cho nó đúng. Let's have pasta. Let's have pasta tonight. I don't like pasta. You don't like pasta? No, it makes me fat. What should I do next? What should I do next? Xuống giọng, đoạn này mình nên xuống giọng nhá. What should I do next? Add some salt to the salad. Đi xuống này. Add some salt. Lên giọng này. I thought you didn't like salty food. Đi xuống này. But it's so tasteless. À, đi xuống. Cái này chúng mình có thể paste cái đoạn document này vào một cái trang web text to speech. Đó. Chuyển những cái đoạn văn như thế này thành lời nói, nghe người nước ngoài nói và mình cố gắng mình nhại lại theo người ta để cho nó chuẩn hơn. Những cái từ nào cãi không chắc thì chúng mình cũng nên tra từ điển trước khi nói lại cái đoạn hội thoại đấy nhá. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần A Close Look 1 Unit 7 Recipes and Eating Habits, trang 9 và 10. Nếu mà chúng mình có thắc mắc hay là câu hỏi gì thì vui lòng để lại dưới phần comment, cô sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể cho các em nhá. Tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở các bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.